tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Rộ nghi vấn Á hậu Tường Sang mang thai con đầu lòng sau 3 tháng kết hôn khi để lộ vòng hai lùm lùm. Sáng ngày 31 tháng 3, sự kiện họp báo Miss World Việt Nam đã chính thức diễn ra với sự tham gia của chàng hoa hậu đình đám V-Biz như Đỗ Mỹ Linh, Trần Tiểu Vi, Đỗ Thị Hà. Bộ ba đăng quang Miss World Việt Nam gồm Lương Thị Linh, Kiều Loan, Nguyễn Tường Sang cũng chiếm được sự chú ý lớn. Tường Sang để lộ vòng bụng lùm lùm trong mọi góc quay. Sau 2 năm đương nhiệm, bộ ba này ngày càng có bước thăng hạng lớn ở nhan sắc. Sau mọi sự chú ý lại đổ dồn vào Á hậu Tường Sang. Có thể thấy rõ trong mọi góc chụp, nàng hậu để lộ vòng hai không mấy thon gọn. Chứ kể người đẹp cũng có dấu hiệu tăng cân, mặt cũng đầy đặn. Chắc hẳn cũng vì để che bụng bầu mà Tường Sang chọn trang phục khác với những người đẹp khác. Thay vì đầm ôm sát, cô chọn chiếc đầm voan công chúa có phần tà xòe rộng. Với chiếc váy này, Tường Sang có thể che chắn bụng một cách tinh tế. Tháng 11 năm 2020, Á hậu Tường Sang gây bất ngờ khi chính thức lên xe hoa về nhà chồng. Việc kết hôn ở tuổi 20 và đặc biệt là khi vẫn còn trong thời gian đương nhiệm, quyết định của nàng hậu đã khiến nhiều khán giả bất ngờ. Được biết trước khi cưới, Tường Sang và chồng hơn 9 tuổi đã có một thời gian dài yêu nhau. Đến nay, cô vẫn giữ kín danh tính của chồng. Trong đám cưới, Tường Sang xuất hiện lộng lẫy, xinh đẹp như một nàng công chúa. Thời điểm này, vòng bụng của người đẹp vẫn rất thon gọn và nhỏ nhắn. Dù đang mang thai, có dấu hiệu tăng cân nhưng có thể thấy nàng á hậu vẫn rất xinh đẹp, không mất nét. Hiện tại, dân tình đang hết sức trông ngóng lời xác nhận từ Tường Sang trong thời gian tới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.